Nghệ thuật lôi binh của tác giả Nguyễn Văn Tín. Xin mời bà con mình cùng nghe. Ngoài chiến trường, chỉ huy tấn công tương đối giản dị, trái lại chỉ huy lôi binh thì thật là cam go. Trong thế tấn công, ta ở thế chủ động. Mọi sự đã được tiên liệu sắp xếp trước. Các động tác phối hợp giữa các đơn vị đã được điều nghiên kỹ càng. Những mục tiêu tấn công đã được vạch ra rõ ràng. Các hỏa lực yểm trợ cần thiết đã được phối trí chu đáo, yếu tố thời gian đã được chuẩn đoán kỹ lưỡng, trận tuyến thường nằm trước mặt, nhắm thấy địch dễ dàng, tinh thần quân lính hứng khởi hăng say và đằng đằng sát khí. Trong thế rút quân, ta ở thế bị động, mọi sự đều bất trắc, bất định, các động tác phối hợp giữa các đơn vị phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố biến động. Các hỏa lực yểm trợ thường bất khả dụng vì quân địch bám sát. Yếu tố thời gian thì không lường được và rất là eo hẹp. Trận tuyến thường là tứ phía, địch ẩn nấp đâu không thấy. Tinh thần quân lính bị dao động hoang mang và nhục khí. Phải là một tướng thật cừ khôi mới khuất phục được các yếu tố tiêu cực vừa nêu để vững lòng tin và duy trì chí phấn đấu của binh lính. Đêm hai cuộc lôi binh do tướng Hiếu thực hiện. Thuận Mẫn, tháng 6 năm 1965, trên cao nguyên, và Snow, tháng 5 năm 1971, tại Campuchia. Ra phân tách, ta sẽ rút tỉa được những yếu tố cần thiết cho một cuộc lôi binh thành công. Thế nghi binh, thủ hay tẩu? Khi bị địch vây hãm, mình cần biết địch có ý định tiêu diệt mình hay chỉ là thế nghi binh công đồng đã viện. Hay dùng lối nói biệt cộng đánh diện diệt điểm. Ngược lại, mình cũng phải đối lại thế nghi binh thủ hay tẩu để dùng tới yếu tố bất ngờ và yếu tố thần tốc khi đến lúc mình rút. Trong trận chiến Thuần Mẫn, sau khi cuộc di tản quân trú phòng bằng trực thăng bị thất bại, quận trưởng quận Thuần Mẫn nhận được lệnh điều quân tự phá vòng vây, nhưng để đánh lừa Việt Cộng, lệnh được chuyển đi cách công khai trên vô tuyến là trễ quân phải cầm cự cho đến khi đoàn quân tiếp cứu đến ngày hôm sau. Trong trận chiến Snow, sau khi thăm viếng tiền đồn và trước khi bước lên trực thăng, tướng Hiếu căn dặn tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 8, đừng có tên Mỹ hứa hẹn về B-52 phải tự lực cánh sinh một mình ở vị trí tiền đồn tử thủ này. Nếu không có lệnh rút lui, anh phải có sáng kiến đem sự sống cho tiểu đoàn và chi đoàn thiết giáp đang biệt phái cho anh. Nếu có lệnh của tôi rút về, anh phải giả vờ cho lệnh tử thủ tại chỗ trong máy truyền tin. Vì Việt Cộng chắc chắn sẽ nghe rõ trong máy, đồng thời bảo ông dặn cho máy bay B-52 thả tại lộ trình anh dự định rút quân, sau đó rút lẹ. Khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 nhận được mật điện rút lui, tiểu đoàn trưởng Trần Văn Thưởng đã thi hành kế nghi binh của tướng Hiếu. Anh kể, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 5 năm 1971, tiểu đoàn nhận được mật điện từ Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 8 cho lệnh bỏ căn cứ và rút quân về giao tiếp với tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 tại chợ Snow vào ngày mai 29 tháng 5 năm 1971. Khoảng 17 giờ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 xin gặp thiếu tá Hùng, trưởng ban 3 trung đoàn 8, để nói chuyện bằng bạch văn trong máy truyền tin. Tiểu đoàn trưởng nói, tôi đã nhận được lệnh tử thủ cũng như tin mừng là chúng mình sẽ có B-52 hiểm trợ. Sự chủ quan của địch cũng làm địch bị lầm lẫn trong kế nghi binh của quân trú phòng. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 71, các đại đội luôn luôn than phiền về bộ chỉ huy tiểu đoàn, về việc thiếu nước uống. Một số binh sĩ đã ngã bệnh và mất tinh thần. Ngoài ra, các đại đội đồng thanh xin tiếp tế nước uống khẩn cấp, hay phải đánh gấp vào con suối để lấy nước uống. Địch hoàn toàn tin tưởng vào các cuộc đàm thoại trong máy truyền tin của quân trú phòng, bởi vì chúng thừa hiểu rằng các lực lượng không kích Hoa Kỳ đã không thể tẩy thương hay tiếp tế cho tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 vì hỏa lực phòng không và trận địa pháo của chúng quá mạnh. Do đó, địch chủ quan tin rằng cứ việc bao vây pháo kích mạnh để ngăn chặn trực thăng tiếp tế và tẩy thương là đủ để quân trú phòng đầu hàng vì thiếu nước uống.
Sự thật, địch đã mắc mưu quân trú phòng trong kế hoạch trì hoãn chiến để chờ Tăng Viện theo kế hoạch điệu hổ ly sơn của Trung tướng Tư lệnh quân Đoàn 3 và tướng Hiếu. Hơn nữa, quân trú phòng được lệnh không tỏ lộ dự định cuốn gói bằng để y nguyên liều chổng như thể cương quyết tử thủ. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 ra lệnh các đơn vị phải áp dụng yếu tố bí mật tối đa bằng cách phải để lại tất cả các liều chổng và im lặng vô tuyến cho đến khi được lệnh rút quân. Rồi khi đến lượt toàn bộ chiến đoàn 8 rút quân, thế nghi binh này cũng lại được áp dụng. Nhưng lần này địch đã học được bài học và không còn bị mắc mưu nữa. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 kể, đây là một cuộc rút quân hầu như tự sát, bởi vì chiến đoàn 8 phải rút quân đơn thân độc mã trước sự bao vây và tấn công liên tục của hai sư đoàn 5 và 7 Việt Cộng. Từ ngày 24 tháng 5 năm 71 đến ngày 31 tháng 5 năm 71, nghi binh theo lối dùng truyền tin không còn khẩu hiệu được nữa, bởi vì địch đã biết cách chơi máy truyền tin của quân ta rồi. Thấy nghi binh, tẩu Bắc hay tẩu Nam? Khi địch vây hãm mình, địch luôn tiên liệu đường mình sẽ dự định rút quân và đường quân tiếp viện sẽ sử dụng để tới tiếp ứng. Do đó mình phải tìm cách đánh lạc hướng địch bằng cách giả bộ chuẩn bị tẩu về hướng Bắc, trong khi thật sự sẽ tẩu về hướng Nam hay ngược lại. Trong trận chiến Snow, tiểu đoàn 1, trung đoàn 8 giả bộ sẽ xung trận về phía Tây Nam, nhắm tới suối nước để lấy nước uống. Nhưng thật sự sẽ tẩu về phía Nam, trực chỉ chợ Snow. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 kể, khoảng 17 giờ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 xin gặp Thiếu tá Hùng, trưởng ban 3 trung đoàn 8 để nói chuyện bằng bạch văn trong máy truyền tin. Tiểu đoàn trưởng nói, tôi đã nhận lệnh tử thủ cũng như tin mừng là chúng mình sẽ có B-52 yểm trợ. Tuy nhiên hiện nay có nhiều binh sĩ ngã bệnh vì thiếu nước uống sau 5 ngày chiến đấu, lại không có tải thương hay tiếp tế, tôi sợ rằng binh sĩ sẽ đầu hàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa. Nếu họ không có tiếp tế nước uống gấp. Vì vậy tôi xin nhờ anh trình lên đại bàn cho chúng tôi đánh chiếm con suối sáng ngày mai để kiếm nước uống. Tôi sợ nhất là hai tiểu đoàn địch sẽ đánh bọc hậu và đánh cạnh sườn chúng tôi. Từ vị trí ở giữa tiểu đoàn và chợ Snow dọc theo quốc lộ 7, nếu chúng tôi xuất quân ngày mai. Vì vậy tôi xin trình lại với đại bàn cho đánh tập trung B-52 bằng họp dọc theo quốc lộ 7 để bình địa khoảng 1 cây số hai bên quốc lộ này. Nếu được như vậy, là chúng tôi đủ sức chơi xả láng với chúng tại con suối này. Thiếu tá Hùng thông minh trả lời, tôi hiểu rõ đề nghị của anh, tôi sẽ trình lên đại bàn gấp để xem sao. Khoảng nửa giờ sau, đại tá Dần gọi máy để nói chuyện với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Tôi chấp nhận đề nghị của anh, tuy nhiên anh phải chờ cho B-52 đánh box từ chỗ anh đến chợ để bảo vệ cho cảnh sườn và phía hậu của anh trước khi anh tấn công con suối. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trả lời, nhận rõ và thi hành. Diễn tiến của cuộc lui binh của tiểu đoàn 1 được thực hiện như sau. Khoảng 5 giờ, ngày 29 tháng 5, các toán nghe ngóng bí mật bò về tuyến C trong khi trung đội thám kích trời bộ chỉ huy tiểu đoàn để thám sát con đường mòn và quốc lộ 7 về hướng nam của căn cứ. Tất cả hoạt động của quân trú phòng đều im lặng vô tuyến. Khoảng 6 giờ 30, bộ chỉ huy tiểu đoàn nhận được 3 tiếng click trong máy truyền tin. Như vậy, theo ám hiệu đã được quy định sẵn, bộ chỉ huy tiểu đoàn đã hiểu rõ rằng địch đã di chuyển khỏi các hầm hố cá nhân ở khoảng giữa đường từ tiểu đoàn đến chợ Snow trên quốc lộ 7 và con đường mòn. Khoảng 9 giờ, bộ chỉ huy tiểu đoàn lại nghe rõ 4 tiếng click từ máy truyền tin của trung đội thám kích. Như vậy, lực lượng địch đã hoàn toàn rời khỏi lộ trình rút quân của tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng cho lệnh trong máy truyền tin rằng tiếp tục đào hầm hố để tử thủ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, các đơn vị cuối cùng của đại đội 3 đã rời khỏi căn cứ để chạy theo một chi đội chiến xa. Đại quý Bảo đã nghe rõ trong máy truyền tin của địch. Chúng ta đã mắc mưu đồ chó đẻ, các đơn vị trở lại gấp rút để bao giây giờ đánh chết chúng nó. Khoảng 9 giờ 20, đại đội 2 và các chiến xa đã thấy rõ địch đang dàn hàng ngang bên cánh trái trong rừng cao su, vừa chạy vừa bắn vào quân ta. Đồng thời đại đội 1 và bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng bị hỏa lực bắn thẳng của địch từ các rừng tre rậm rạp từ cạnh sườn bên trái. Pháo binh địch bắt đầu pháo kích từng chùm vào trục tiến quân của tiểu đoàn, trong khi đại đội 3 báo cáo là địch đang theo bén gót đằng sau, nên yêu cầu đằng trước chạy nhanh hơn.
Bất chấp biển lửa hỏa lực của địch, các chiến sĩ bộ binh cũng như thiết giáp tiếp tục vừa chạy vừa bắn trả vào quân địch. Hỏa lực của pháo binh từ bộ chỉ huy chiến đoàn 8 cũng bắt đầu đánh phá các trục tiến quân của địch, làm địch trì hoãn xung phong vào cạnh sườn phải của đại đội 2. Nhờ thế, các đại đội có đủ thời giờ để tiếp tục mang theo các binh sĩ bị thương. Khoảng 9 giờ 30, 4 phi cơ trực thăng của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ đã bay sát trên đầu của tiểu đoàn để yểm trợ trực tiếp cho trận tao ngộ chiến giữa ta và địch. May thay, hỏa lực phòng không của địch hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Lý do là địch đã sợ B-52 nên đã di chuyển đêm hôm trước tất cả bộ binh cũng như các vị trí phòng không tại các vị trí này. Thế là các phi cơ tha hồ tung hoành trên không phận để tiêu diệt các cánh quân địch từ cạnh sườn phải, trái và đằng sau đại đội 3. Đồng thời hỏa lực hùng hậu của các chiến xa cũng như bộ binh đã phối hợp để tiêu diệt hàng trăm con thiêu thân trong rừng cao su bên phải của đại đội 2, đang tìm cách xung phong tuyệt vọng vào các cánh quân di chuyển thần tốc của toàn thể tiểu đoàn và thiết giáp. Tướng Hiếu tư lệnh sư đoàn 5 cũng đã can đảm bay trên phi cơ chỉ huy sát ngọn cây cao su, ra chỉ thị cho tiểu đoàn tiếp tục tiến nhanh hơn để tránh mưu đồ bao vây của địch trong trận tao ngộ chiến ngoạn mục này. Sự xuất hiện bất ngờ của tướng Hiếu trên đầu các lực lượng lui quân cũng gia tăng thêm tinh thần chiến đấu cho các chiến sĩ để họ tiếp tục chạy nhanh hơn dưới biển lửa của trận địa pháo địch. Khoảng 10 giờ 30, toàn thể tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 và các chiến xa đã giao tiếp với tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 tại chợ Snow. Các chiến xa hoàn toàn được bảo toàn, trong khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 chỉ có thiệt hại tương đối nhẹ, mang theo tất cả các thương binh về bộ chỉ huy chiến đoàn 8 tại Snow. Đến khi giai đoạn rút lui toàn bộ chiến đoàn 8, tướng Hiếu khiến cho địch phải phân vân phỏng đoán không biết chiến đoàn 8 sẽ được lệnh rút từ Snow, tấn công lên phía Tây Bắc tới Crete hay tấn công xuống Đông Nam tới Lộc Ninh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 kể. Đặc biệt, ông đã lựa chọn đúng kế hoạch rút quân cho chiến đoàn 8 trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 71, sau khi loại bỏ kế hoạch đánh ngược lên Crete, bởi vì Trung tá Ninh trưởng phòng nhì của sư đoàn 5 thông báo rằng sư đoàn 5 không có lực lượng tăng viện trong ngày rút quân 29 tháng 5. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 kể tiếp, tiểu đoàn 1 đã nghe rõ trong đêm 30 tháng 5 rất nhiều phi cơ oanh tạc liên tục từ hướng Tây Bắc và Đông Bắc của Snow. Như vậy, tướng Hiếu cũng đang áp dụng kế hoạch nghi binh để trợ giúp cho kế hoạch lui quân của chiến đoàn 8 vào ngày 30 tháng 5. Các cuộc oanh tạc này còn có mục đích tiêu diệt và ngăn chặn các cuộc chuyển quân của địch từ hướng Tây Bắc và Đông Bắc của Snow về hướng Đông Nam của cuộc lui binh vào ngày mai 30 tháng 5 năm 71. Địch đã mắc mưu kế nghi binh của tướng Hiếu và đại tá Dần trong đêm 29 tháng 5, nên địch cứ lầm tưởng rằng chiến đoàn 8 sẽ mở cuộc hành quân tấn công họ về hướng Tây Bắc hay hướng Đông Bắc vào ngày 30 tháng 5. Do đó, địch đã lầm lẫn không cho điều động hai tiểu đoàn phòng không và tập trung thêm bộ binh từ hướng Tây Bắc hay hướng Đông Bắc về hướng Đông Nam để tham gia trực tiếp chiến trường ngày 30 tháng 5. Tại khoảng 1 cây số trên quốc lộ 13 ở hướng đông nam của Snow. Đặc biệt đêm 30 tháng 5, tướng Hiếu đã sử dụng một kế nghi binh tuyệt diệu. Ông đã ra lệnh không quân Việt Nam cũng như pháo binh của chiến đoàn 8 bắn phá liên tục suốt đêm về hướng Bắc và Tây Bắc. Đặc biệt đêm 30 tháng 5 năm 1971, tướng Hiếu đã sử dụng một kế nghi binh tuyệt diệu. Ông đã ra lệnh không quân Việt Nam cũng như pháo binh của chiến đoàn 8, bắn phá liên tục suốt đêm về hướng Bắc và Tây Bắc Snow. Đồng thời, ông đã ra lệnh đại tá Dần sử dụng tiểu đoàn 1 trung đoàn 8, bố quân về hướng Tây Bắc Snow, để địch lầm tưởng là chiến đoàn 8 sẽ tổ chức tấn công vào các vị trí địch ở hai hướng này vào ngày mai, 30 tháng 5. Hiệu quả của cái nghi binh này đã được chứng minh khi thiếu tá Hồng, trưởng ban 3 trung đoàn 8, nghe lóm trong máy truyền tin địch: "Tụi nó không có tấn công chúng ta đâu, chúng nó đang rút quân về hướng đông. Các đơn vị ra khỏi vị trí phòng thủ để bao vây và tiêu diệt chúng gấp." Yểm trợ, không yểm và pháo yểm. Trong trận chiến Thuần Mẫn, quân trú phòng được không yểm tích cực. Đại tá Matasik kể, một loạt
Oanh Kích giáng xuống các vị trí Việt Cộng vào xế chiều. Kế hoạch cũng được thiết lập để cung ứng yểm trợ bằng trực thăng võ trang và chiến đấu cơ vào sáng hôm sau dọc theo đường rút quân cho đến địa điểm bảo ninh của các đơn vị dân sự chiến đấu Buôn Brien. Trong trận chiến Snui, khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 rút lui từ vị trí tiền đồn ở phía bắc về chợ Snui, các đơn vị rút lui tiếp nhận pháo yểm của pháo binh thuộc chiến đoàn 8 và không yểm của phi đoàn 317 Hoa Kỳ, tiểu đoàn trưởng kể. Hỏa lực của pháo binh từ bộ chỉ huy chiến đoàn 8 cũng bắt đầu đánh phá các trục tiến quân của địch, làm địch trì hoãn xung phong vào cạnh sườn phải của đại đội 2. Nhờ thế các đại đội có đủ thì giờ để tiếp tục mang theo các binh sĩ bị thương. Khoảng 9 giờ 30, 4 phi cơ trực thăng của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ đã bay sát trên đầu của tiểu đoàn để yểm trợ trực tiếp cho trận tao ngộ chiến giữa địch và ta. May thay hỏa lực phòng không của địch hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Lý do là địch đã sợ B-52 nên đã di chuyển đêm hôm trước tất cả bộ binh cũng như các vị trí phòng không tại các vị trí này. Thế là các phi cơ tha hồ tung hoành trên không phận để tiêu diệt các cánh quân địch từ cạnh sườn phải, trái và đằng sau đại đội 3. Phối hợp toàn diện trong việc điều binh hỏa lực giữa thiết giáp, bộ binh, pháo binh và hỏa lực không quân của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa âm mưu tấn công và bao vây của hai trung đoàn địch. Đến giai đoạn toàn thể chiến đoàn 8 rút quân, các đơn vị rút lui tiếp nhận được không yểm của phi đoàn 317 Hoa Kỳ cũng như pháo yểm của chiến đoàn 8, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 kể. Khoảng 8 giờ ngày 30 tháng 5 năm 71, không quân oanh tạc các mục tiêu trên lộ trình rút quân của chiến đoàn 8, cũng như các mục tiêu chiến thuật để ngăn chặn các cuộc điều binh bao vây của địch. Khoảng 8 giờ 30, pháo binh chiến đoàn 8 bắn phá từng chùm trên lộ trình tiến quân của tiểu đoàn 1 để giao tiếp với tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 đang bị địch bao vây. Khoảng 9 giờ 40, địch sử dụng trận địa pháo lên toàn trục tiến quân của chiến đoàn 8. Đồng thời tiểu đoàn 2 trung đoàn 8 bị địch chọc thủng phòng tuyến từ cánh sườn phải chạy ép về phía tiểu đoàn 1. May thay 6 phi cơ trực thăng trang bị vũ khí và hỏa tiễn của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ đang quần thảo trên các ngọn cây cao su để tác xạ vào địch đang xung phong ồ ạt. Tiểu đoàn 2 chặn đứng ngay đợt xung phong đầu tiên của địch vào tiểu đoàn 2. Đồng thời tiểu đoàn 1 nghe rõ trong máy truyền tin rằng tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 đang bị áp lực pháo kích và xung phong ở đằng sau. Sau cùng, bộ chỉ huy thiết đoàn 1 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 8 đã anh dũng tiêu diệt cánh quân địch ở bên sườn phải để mở đường cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 theo sau. Dưới áp lực tấn công và trận địa pháo tàn khốc của địch, may mắn thay địch không có đủ thì giờ để di chuyển các ổ phòng không từ hướng Tây Bắc và Đông Bắc của Snow về hướng Đông Nam để bắn phá các trực thăng yểm trợ của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ. Do đó các anh hùng đồng minh tha hồ tiêu diệt các cánh quân của địch đang điều động bao vây chiến đoàn 8 theo chỉ thị của tướng Hiếu. Đêm 30 tháng 5 năm 71, chiến đoàn 8 phòng thủ ngoài khu vực phòng thủ của tiểu đoàn 3 trung đoàn 9, trong khi pháo binh và không quân đánh phá suốt đêm dọc theo quốc lộ 13 đến Snow để tiêu diệt và ngăn ngừa các cuộc chuyển quân của địch về hướng đông nam của quốc lộ 13. Trong giai đoạn 2 của cuộc lui binh, các đơn vị rút lui tiếp nhận thêm pháo yểm của lực lượng xung kích quân đoàn 3, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 kể tiếp. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 31 tháng 5, pháo binh của lực lượng xung kích quân đoàn 3 liên tục bắn phá các mục tiêu dự trù trên lộ trình lui quân trước khi chiến đoàn 8 vượt tuyến xuất phát để giao tiếp với lực lượng xung kích quân đoàn 3 mới được tăng phái cho sư đoàn 5 trong ngày này, 31 tháng 5 năm 1971. Các trực thăng yểm trợ hỏa lực của lực lượng không kích Hoa Kỳ cũng bắt đầu đánh phá các mục tiêu hai bên quốc lộ 13 để bảo vệ cảnh sườn cho bộ binh. Bộ chỉ huy chiến đoàn 8 và bộ chỉ huy thiết đoàn 1 đã anh dũng xung phong vào ổ phục kích để tiêu diệt địch. Dưới sự yểm trợ của lực lượng xung kích quân đoàn 3 và lực lượng không kỵ Hoa Kỳ. Thế chân vạc. Muốn cho cuộc rút quân có cơ thành công, các đơn vị phải di hành trong trật tự và giữ đúng vị trí ấn định, luân phiên,
lúc là lao phóng đằng trước, lúc lại là mọc đỡ đằng sau. Nếu không, phản ứng của đoàn quân trong thế rút lui là ai nấy đều chạy né về phía trái. Nếu nghe thấy đạn bắn từ phía phải tới, chạy né về phía phải. Nếu nghe thấy đạn bắn từ phía trái tới, chạy né về đằng sau. Nếu nghe thấy đạn bắn từ phía trước tới, và chạy né về đằng trước nếu nghe thấy đạn bắn từ đằng sau tới. Khi lôi binh, nếu quân binh không tin tưởng tuân lệnh vào cấp chỉ huy, họ sẽ như đóng bèo trôi nổi trên mặt nước, sàng đi sàng lại theo nhịp độ sóng vỗ. Muốn lôi binh thành công, thế chân vạc phải được trực để tuân theo, không những cho một đơn vị cấp nhỏ, tiểu đội, trung đội và đại đội, mà cả cho một đơn vị cấp lớn, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn và quân đoàn. Mặc dù một đại đơn vị rất là cồng kềnh, phải tài tình lắm mới không đạp chân lên nhau, thi hành thế chân vạc đối với một đội toán ba người tương đối đơn giản. Nó trở nên khó khăn hơn trong trường hợp một trung đội với ba tiểu đội, lại còn phức tạp hơn trong trường hợp một đại đội với ba trung đội, mà coi có hay không kìa. Tướng Hiếu đã áp dụng thế chân vạc trong trường hợp một lực lượng tương đương với cấp sư đoàn, với ba chiến đoàn trong cuộc hành quân toàn thắng 8B/5. Ngày 9 tháng 11, lúc 7 giờ 50, chiến đoàn 333 dời Snow và rút ra khỏi Snow để án binh tại các trại ấn định. Lúc 14 giờ, chiến đoàn 9 dời khỏi Campos để bảo vệ vùng hành quân khu vực 901. Chiến đoàn 1 bảo vệ an ninh cho chiến đoàn 333 và chiến đoàn 9 triệt thoái và rút lui lúc 14 giờ 30. Đi qua vị trí của chiến đoàn 9 và trở về Lai Khê, bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 5. Trở về Lai Khê khởi sự lúc 7 giờ 30 ngày 10 tháng 11. Tiếp sau đó, chiến đoàn 9 rút về căn cứ. Trong trận chiến Snow, ta nghiệm thấy thế chân vạc này được đem ra áp dụng cách tài tình qua giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc rút lui xảy ra trong ngày 30 và 31 tháng 5 năm 1971. Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2, thứ tự vị trí của các đơn vị như sau: tiểu đoàn 1, trung đoàn 8, tiểu đoàn 2, trung đoàn 8. Bốn chữ này tôi không biết cái gì. THK1. Bộ chỉ huy: tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7. THK1. Bộ chỉ huy: tiểu đoàn 2, trung đoàn 8, tiểu đoàn 1, trung đoàn 8. Đầu trở nên đuôi, đuôi trở nên đầu. Điều này chứng minh một cách hùng hồn là chiến đoàn 8 lôi binh có trật tự, mặc dù bị địch quân xâm xỉa, chứ không phải là tháo chạy trong hỗn độn như báo chí Mỹ và tài liệu Việt Cộng mô tả cuộc lôi binh này. Hiểm trở, lực tấn kích nghịch chiều. Điều tối quan trọng một cuộc lôi binh thành công buộc phải có một lực tấn kích đối nghịch với chiều hướng lôi quân. Lực nghịch chiều này nhằm giải tỏa áp lực của địch, hỗ trợ tinh thần chiến đấu sút giảm của quân binh rút lui. Nếu có thể, lực này, chứ không phải các đơn vị rút quân, phải là lực đối phó và triệt tiêu các ổ phục kích đặt sẵn trên đường rút lui hay ổ phục kích vận động chiến của địch. Vì lực nghịch chiều này sẽ ở trong khí thế công, còn lực rút lui sẽ ở trong khí thế phòng thủ. Sau trận chiến Thuần Mẫn, lực nghịch chiều này được cung ứng bởi một đơn vị dân sự chiến đấu phát xuất từ trại Buôn Brian. Khi được thông báo không thể di tản các đơn vị bằng trực thăng, quận trưởng xin phép thử phá vòng vây về hướng Tây. Cuộc hành quân này được phối hợp qua sư đoàn 23 với trại dân sự chiến đấu tại Buôn Brian. Trại Buôn Brian được lệnh phái quân tới vùng phía đông của quốc lộ 14. Để bảo an và tiếp đón quân lính đến từ trại quân thuộc quận Thuần Mẫn. Trong trận chiến Snow, khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 rút lui từ tiền đồn về chợ Snow, lực nghịch chiều là tiểu đoàn 2 trung đoàn 7. Khoảng 8 giờ 30, tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 làm chủ tình hình tại chợ Snow. Khi chiến đoàn 8 rút lui từ Snow tới địa điểm đóng chốt của tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 cách Snow 3 cây số, lực nghịch chiều là tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 9. Và khi chiến đoàn 8 rút lui từ địa điểm sau này tới biên giới Việt Miên, lực nghịch chiều là lực lượng xung kích quân đoàn 3. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 kể,
Khoảng 9 giờ 30, chiến đoàn bắt đầu lôi quân về hướng đông nam của quốc lộ 13 theo kế hoạch dự trù, trong khi lực lượng xung kích quân đoàn 3 cũng tấn công từ biên giới về hướng tây bắc dọc theo quốc lộ 13, theo thế trên đê dưới búa để áp đảo đối phương. Khoảng 11 giờ 30, tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 9 đã giao tiếp với lực lượng xung kích quân đoàn 3, trong khi bộ chỉ huy chiến đoàn 8 đang lọt ổ vận động phục kích của địch. Và tiểu đoàn 1 cũng đang bị địch uy hiếp ở đằng sau, đồng thời lực lượng xung kích quân đoàn 3 cũng đang giao tranh mạnh hai bên quốc lộ 13, cách bộ chỉ huy chiến đoàn khoảng 500 thước. Đại tá Khôi yêu cầu đại tá Dần dừng lại để chờ cho lực lượng xung kích quân đoàn 3 thanh toán xong địch rồi mới di chuyển. Tuy nhiên, đại tá Dần quyết định đánh gấp theo thế trên đe dưới búa để phá âm mưu bao vây của địch. Bộ chỉ huy chiến đoàn 8 và bộ chỉ huy thiết đoàn 1 đã anh dũng xung phong vào ổ phục kích để tiêu diệt địch, dưới sự yểm trợ của lực lượng xung kích quân đoàn 3 và lực lượng không kỵ Hoa Kỳ. Dan Sutherland cũng đề cập tới vai trò lực lượng nghịch chiều của lực lượng xung kích quân đoàn 3 trong bài Một chuyến trôi qua cửa ải hỏa ngục. Trong một điện thư viết ngày 31 tháng 7 năm 2005, Dan Sutherland viết thêm: "Tôi là chiếc đầu tiên bay vào bầu trời Campuchia ngày của trận chiến trên quốc lộ đưa tới Snow. Tôi gặp tướng Nguyễn Văn Hiếu một lần bên cạnh chiếc xe Jeep trong đồng điền cao su chúc, ngay sau khi các chiến xa bị phá hủy trên quốc lộ dẫn tới Snow. Điều gì tôi mục kích trên chiến trường thật là kinh hoàng. Tôi không nghĩ là tôi có thể giải thích một cách trọn vẹn. Điều mà tôi có thể chia sẻ với độc giả của ông là, thứ nhất, chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu sống họ, và thứ hai, chính là trên xa lộ này mà tôi đã gặp Jesus Kitô Chúa tôi. Tôi có một số hình chụp của đoàn quân tiếp viện đó, tôi sẽ cố gắng gửi cho ông. Các hình tôi chụp ngay trước khi di chuyển qua biên giới Việt Miên chính là đoàn quân tiếp viện trên đường yểm trợ cho các binh lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa anh dũng đã bị vây khốn. Tôi không biết hồ sơ đã ghi lại gì cho ông, nhưng trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ khởi đầu trận đánh, nhiều cán binh đã chết và số đông còn lại sẽ gặp thần chết hay bị thương. Nếu Bắc quân có bắt làm tù binh thì đó quả là một phép lạ. Tôi thuộc một đội toán trực thăng thám sát chở các chỉ huy trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tôi tận mắt thấy chiếc xe tăng đầu tiên nổ tung khi bị trúng mìn. Tôi đang dán mắt vào chiếc xe tăng khi tôi thấy tia sáng đầu tiên phát nổ và khói xám tỏa ra hông xe. Chúng tôi khoảng chừng 80 feet trên đầu các xe tăng, và những điều tôi chứng kiến thật không tưởng tượng được. Và khi tôi chợt hiểu được điều gì đang xảy ra, tôi thấy xác các bộ binh tung cánh như đại bàng khi đạn mìn nổ bung. Có khoảng chừng 20-30 bộ binh ngồi trên các xe tăng và thiết vận xa. Khi họ bị trúng đạn, nhiều người bị chết hay bị tung xuống hai bên cạnh đường. Chỉ có các đường mương dọc theo xa lộ là có thể che chở cho họ. Thưa ông, tôi thấy quá nhiều kịch chiến để tâm trí tôi có thể thấu hiểu mọi sự. Nhưng tôi có thể nói ông điều này. Nếu trên đất này có xảy ra một cuộc kịch chiến sắp lá cờ dữ dằn như vậy, thì các bộ binh lãnh sứ mạng này tham gia vào cuộc chiến đó, trong khi cuộc chiến tiếp diễn khốc liệt, chúng tôi chuyển di rất nhiều lần các thương binh. Ông nội này viết gì tôi không hiểu gì hết cha. Nếu lực lượng đối nghịch xung kích này không đụng vào ổ phục kích địch trước, thử hỏi mức thiệt hại địch giáng xuống đoàn quân lôi binh của đại tá Dần sẽ khủng khiếp đến mức nào? Sự hiện diện của chỉ huy trưởng mặt trận tại chiến trường không gì phấn khởi bằng. Trong khi rút lui, quân binh thấy sự hiện diện của vị chỉ huy trưởng trận đánh có mặt tại chiến trường không cứ gì phải ở dưới mặt đất bên cạnh mình. Vì như vậy, vị chỉ huy cũng đồng cảnh bất lực của mình, mà hay hơn là bay lượn trên đầu mình. Vì như vậy, vị chỉ huy có bề thế huy động mọi yểm trợ, không pháo thiết giáp bộ binh đến tiếp cứu mình. Trong trận chiến Thuần Mẫn, tuy trong bài đại tá Matasik kể về trận này không có nói tới đại tá Hiếu bay lượn trên đầu quân sĩ trên đường rút lui, nhưng chắc là phải có, vì theo lời đại quý Nguyễn Minh Ẩm, tướng Hiếu thường xuyên hay dùng máy bay L-19 để đi thị sát các tiền đồn, khiến cho các quân sĩ người thượng thường kinh ngạc khi nghe tiếng đại bàng từ ngay trên đầu mình gọi xuống.
Đại tá Matasik có nói đến sự kiện đại tá Hiếu bay trên mặt trận thung lũng An Khê trước đó. Vào lúc này, tham mưu trưởng quân đoàn, đại tá Hiếu và cố vấn trưởng quân đoàn bay thám thính chiến trường để nhận định tình hình cho tư lệnh quân đoàn. Trong trận chiến Snow, tướng Hiếu bay lượn ngay trên đầu quân lính từ ngày đầu đến ngày cuối, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 kể. Đặc biệt trong ngày 16 tháng 5 năm 71, tướng Hiếu thăm viếng tiểu đoàn đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 cung cấp thêm các thùng chứa nước và đạn dược. Tướng Hiếu Tư lệnh Sư đoàn 5 cũng đã can đảm bay trên phi cơ chỉ huy sát ngọn cây cao su, ra chỉ thị cho tiểu đoàn tiếp tục tiến nhanh hơn để tránh mưu đồ bao vây của địch trong trận tao ngộ chiến ngoạn mục này. Sự xuất hiện bất ngờ của tướng Hiếu trên đầu các lực lượng lui quân cũng gia tăng thêm tinh thần chiến đấu cho các chiến sĩ để họ tiếp tục chạy nhanh hơn dưới biển lửa của trận địa pháo địch. Tướng Hiếu đã biểu lộ lòng can đảm khi xông pha trận mạc với các chiến sĩ đang lâm trận, đã nâng cao tinh thần chiến đấu và niềm tự tin cho toàn thể các chiến hữu đang rút lui trước hỏa lực và lực lượng áp đảo của hai trung đoàn địch. Tướng Hiếu đã bay trên đầu của tiểu đoàn 1, ra lệnh trực tiếp cho tiểu đoàn phải chọc thủng phòng tuyến địch gấp với mọi giá để mở đường máu cho chiến đoàn đang bị địch bao vây ở đằng sau. Tinh thần quyết chiến của các chiến hữu chiến đoàn 8 được khích lệ bởi sự hiện diện thường trực của tướng Hiếu, trong khi ông đã can đảm bất chấp hỏa lực pháo binh và bộ binh của địch, bay sát các cánh quân của địch, quan sát và điều chỉnh hỏa lực tác xạ của lực lượng không kỵ Hoa Kỳ cho chính xác vào các lực lượng địch. Ngoài ra, tướng Hiếu cũng thường thăm viếng các đơn vị tại Snow để đôn đốc việc hành quân cũng như tổ chức các công sự phòng thủ. Nhờ thế, tinh thần binh sĩ trung đoàn 8 và các lực lượng tăng phái không hề bị sút giảm trong thời gian hành quân hơn 2 tháng tại Snow. Đầu tháng 4 năm 71, tướng Hiếu đã ở thường trực tại bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn 5 tại Lộc Ninh để theo sát tình hình chiến trường tại Campuchia, đồng thời dễ dàng cho việc sử dụng phi cơ chỉ huy để thăm viếng các đơn vị hàng ngày. Trái hẳn với Trung tướng Minh, tướng Hiếu đã có mặt thường xuyên trên đầu các đơn vị chiến đoàn 8 đang lâm chiến với địch từ ngày 24 tháng 5 năm 71 tới ngày 31 tháng 5 năm 71. Đặc biệt từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 năm 71, ông đã thấy rõ hỏa lực phòng không và pháo binh của địch, đến nỗi các phi cơ tiếp tế hay tản thương không thể hạ cánh được. Tuy nhiên, tướng Hiếu đã bất chấp mọi nguy hiểm để tiếp tục bay trên đầu các đơn vị đang lâm chiến với địch ở dưới đất để chỉ huy và trấn an các binh sĩ. Nhờ thế, tướng Hiếu đã thấy rõ tình hình thật sự tại chiến trường để tin tưởng những báo cáo của đại tá Dần ở dưới đất. Đặc biệt, từ ngày 29 tháng 5 năm 71 tới ngày 31 tháng 5 năm 71, tướng Hiếu đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và chức vụ lương tâm của một vị tư lệnh chiến trường tại Campuchia bằng cách bất chấp hỏa lực phòng không hùng hậu của địch, đã bay sát các toán rút quân ở dưới đất để điều động và trấn an tinh thần binh sĩ, bất chấp lời khuyên ngăn của đại tá Dần không nên cho trực thăng đáp xuống, vẫn cho phi cơ lao xuống để chứng kiến đại đội thám báo lấy khẩu súng phòng không của địch đặt gần sát chu vi ngoài căn cứ. Ngoài ra, ông lại đảm nhiệm luôn vai trò của một sĩ quan điều không, để yêu cầu lực lượng không kỵ của Hoa Kỳ bắn phá các mục tiêu qua đại tá Campbell. Nhờ thế, địch đã bị trì hoãn trong việc chuyển quân để bao vây và tiêu diệt các chiến hữu ở dưới đất. Đặc biệt, lực lượng không kỵ của Hoa Kỳ không bao giờ bắn lầm lên các quân ta ở dưới đất trong các ngày trên. Như vậy, tướng Hiếu cũng làm tròn bổn phận của một sĩ quan điều không ngoại hạng nữa. Muốn cho cuộc rút quân được bảo đảm thành công, nhất thiết phải biết rõ các ý đồ và quân số địch quân tung vào trận chiến. Cần đoán biết ý đồ địch quân nên tướng Hiếu luôn chỉ thị cho phòng nhì, không những phải biết danh số các đơn vị địch mà còn phải nắm vững tâm lý của các chỉ huy trưởng của các đơn vị xung trận đó. Món sở trường là dương đông kích tây hay công đồng đả viện, thích nghỉ trưa hay thích đánh đêm, cần biết quân số địch xung trận để quyết định vào lúc nào nên thủ đồng và đem bao nhiêu viện quân tới giải cứu, lúc nào nên khôn ngoan mà tẩu, và quân số lực tấn nghịch chiều phải là bao nhiêu. Trong trận chiến Thuần Mẫn, tư lệnh quân đoàn 2 đã nhờ vào tình báo để cân nhắc tương quan lực lượng địch và bạn,
để tùy đó mà lấy quyết định khi nào thủ và khi nào đến lúc phải tẩu. Tư lệnh quân đoàn giáp mặt với một tình hình đen tối, cộng thêm vào trung đoàn Việt Cộng đụng độ trong trận chiến trong ngày. Các nguồn tin tình báo cho biết một trung đoàn địch thứ hai đang trú tại phía nam treo rêu, tại một khoảng cách khả dĩ tăng viện cho trận chiến đang tiếp diễn. Quân đoàn đã xung vào trận lực lượng trừ bị di động của mình và chỉ có thể tung thêm một chiến đoàn gồm hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa để tăng viện cho các đơn vị giao tranh tại phía tây treo rêu. Trước viễn ảnh, lực lượng tiềm ẩn cố địch, lực lượng này không đủ. Trong cảnh huống này, tư lệnh quân đoàn tướng Vĩnh Lộc kêu gọi đến Bộ Tổng Tham mưu để xin thêm viện binh từ lực lượng tổng trừ bị tại Sài Gòn. Trong trận chiến Snow, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đã đề cập một cách khá tỉ mỉ về tình báo chiến trong trận này. Ở đây tôi chỉ muốn bổ túc thêm là, dựa theo các trận đánh trước do tướng Hiếu điều nghiên và thực hiện, tướng Hiếu luôn nắm vững về quân số địch xung trận. Đặc biệt trong trận Snow này, vì tướng Hiếu dùng một trung đoàn để nhử ít nhất một sư đoàn địch, nên tướng Hiếu rất cẩn thận về mặt tương quan lực lượng. Để nắm chắc phần thắng về mình, lẽ dĩ nhiên là tướng Hiếu kín đáo không để cho địch biết mình biết gì về chúng, mà còn giả bộ không biết gì hay biết sai về chúng để tránh chúng đề phòng. Hơn nữa, ý thức được gián điệp địch len lỏi vào mọi tầng lớp trong quân đội, nên tướng Hiếu cũng không tiết lộ mức độ am tường tình báo của mình đến đâu, kể cả đối với các cộng sự viên thân cận nhất tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn cũng như tại Bộ Chỉ huy Mặt trận. Vì một cuộc lưu binh chỉ thành công được khi hội đủ những yếu tố nêu trên thế nghi binh, thủ hay tẩu, thế nghi binh, tẩu bắc hay tẩu nam, yểm trợ, không yểm và pháo yểm, thế chân vạc, yểm trợ, lực tấn kích, nghịch chiều, sự hiện diện của chỉ huy trưởng mặt trận tại chiến trường. Một cuộc rút lui chiến thuật từ cấp tiểu đoàn trở lên cần phải được lồng trong một thế chiến lược khái quát, nghĩa là tất cả các yếu tố, tất cả các tiểu tiết đã được Bộ Tham mưu Tư lệnh Mặt trận đều nghiên kỹ và các vị chỉ huy tại chiến trường đã nhận được đầy đủ ngay từ trước khi lâm trận. Những động tác sẽ tuần tự thi hành khi lệnh rút lui được ban bố, đồng thời các lực lượng yểm trợ đã sẵn sàng tiếp ứng khi hậu sự. Tài của tướng lui binh giỏi là ở chỗ chỉ phải bấm có một nút duy nhất là khiến cho gồ máy lưu binh cứ vậy mà tuần tự tiến hành theo sự sắp đặt đã được tiên liệu trước và chỉ cần theo dõi và đôn đốc cùng điều chỉnh một vài chi tiết mà thôi. Ngược lại, một tướng lui binh dở bấn loạn lên chạy ngược chạy xuôi ra lệnh loạn xà ngầu không đâu vào đâu hoặc bó tay không biết phải làm gì, chỉ biết ngao ngán ngó cảnh tan vỡ của đạo quân mình. Trong trận chiến thuần mẫn, cuộc lưu binh đã được tiên liệu sẵn trong chiến lược chung của quân đoàn 2. Để hoạch định một chiến lược đối lại cuộc tấn công tiên liệu này có Việt Cộng, một cuộc họp được tổ chức tại bán doanh quân đoàn 2 ở Pleiku gồm có các đại diện ban tham mưu của tướng Westmoreland, dẫn đầu bởi chủng tướng William DePuy, lúc đó làm việc tại phòng 3, Mark V, và các đại diện của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đầu bởi tướng Nguyễn Hữu Có, nguyên tư lệnh quân đoàn 2, đã được bổ nhiệm chỉ huy trưởng các lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ai nấy đều biểu đồng tình là trước sự gia tăng quân số của địch quân, quân đoàn 2 sẽ chính yếu áp dụng một thế thủ trên vùng cao nguyên trong mùa mưa. Tân tư lệnh quân đoàn 2 thiếu tướng Vĩnh Lộc dựa theo chiều hướng thế thủ áp dụng cho quân đoàn 2, phân tách giá trị quân sự của mọi tiền đồn và quận lỵ chủ yếu. Ông lấy quyết định là những tiền đồn nào ở tại các vị thế trống trải sẽ chống cự càng lâu càng tốt, nhằm gây thiệt hại tối đa cho các lực lượng tấn công của địch. Nếu sau một cuộc tấn công mà xét thấy việc tiếp cứu bất lợi về mặt quân sự cho phe mình vào lúc đó, vì thiếu quân số hay không yểm, tiền đồn sẽ được lệnh rút lui, dùng tới các chiến thuật đào tẩu và né tránh nếu cần. Các tiền đồn nào đã được ấn định là tối hại trọng cho các vùng huyết mạch trong phạm vi mỗi tỉnh lỵ sẽ được bảo vệ với bất cứ giá nào. Các kế hoạch khẩn cấp được thiết kế và các đơn vị tổng trừ bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa và phi cơ vận tải cùng chiến đấu cơ của không quân Mỹ và Việt được dự trù như là hạt tâm của đội cứu hỏa có thể phái tới các vùng nguy kịch tại vùng cao nguyên.
Hy vọng là ưu thế di động của chúng ta sẽ cho phép tập trung quân nhanh chóng bằng máy bay và trực thăng từ khắp cùng lãnh thổ quân đoàn để đối phó mối đe dọa của Việt Cộng và đưa các chiến binh này trở lại phần sự phòng thủ thông thường của họ trước khi Việt Cộng có thể phản ứng. Với sự chuẩn bị của các kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp này, các căn cứ quân trên vùng cao nguyên tăng cường vị trí phòng thủ, phát động các cuộc tấn công hạn chế nhằm phát hiện Việt Cộng và ngăn trở việc gia tăng quân số của chúng và chờ đợi tới mùa mưa. Trong trận chiến Snow, tướng Hiếu đã điều nghiêm kỹ lưỡng mọi thế lôi binh hoặc tấn lên chút để nối tiếp với 8 chiến đoàn thuộc sư đoàn 18 và 25 hoặc tấn xuống Lộc Ninh để nối tiếp với lực lượng xung kích quân đoàn 3 trong trường hợp kế điều hổ ly sơn không thành. Vì vậy, mặc dù tướng Minh phá thối kế hoạch của cuộc hành quân Snow và bỏ mặt tướng Hiếu cũng đã thành công trong việc lôi binh và dẫn đưa được trọn chiến đoàn 8 về lại Lai Khê với một tổn hại tương đối là nhẹ. Đến khi tin tức phòng nhì của sư đoàn 5 và phòng nhì của quân đoàn 3 báo cáo Bộ Chỉ huy chiến đoàn 8 thất thanh kêu cầu cứu vì đã bị vây chặt không còn bao lâu nữa sẽ bị địch quân tràn ngập qua các tuyến phòng thủ, tướng Minh bèn phủi tay nói với tướng Hiếu, anh làm gì thì làm đi. Đó là ngày 30 tháng 5 năm 71. Tướng Hiếu vội vàng trúc tỉa từ sắp bản đồ dày cộng của cả toàn bộ kế hoạch điều nghiêng hành quân điệu hổ ly sơn Snow, chọn lựa các bản đồ kế hoạch trúc quân đã được điều nghiêng sẵn, nhảy lên trực thăng trực chỉ Snow. Nếu đem các nguyên tắc trúc tỉa từ hai cuộc lôi binh thành công Thuần Mẫn và Snow của tướng Hiếu để phân tách hai cuộc lôi binh của quân đoàn 2 và quân đoàn 1, ta thấy ngay những lý do đưa tới sự thất bại của hai cuộc lôi binh này, ta không nên trách cứ tướng Phú và tướng trưởng, mà chỉ nên chê bai tướng Thiệu đã bó tay hai tướng Phú và trưởng, và hành sự với kiến thức và tài năng quân sự có một trung đội trưởng khi ban bố lệnh lôi binh cấp quân đoàn. Tác giả Nguyễn Văn Tín. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.